Áo giữ nhiệt 39k, còn giữ nhiệt 69k, áo khoác gió 99k chỉ có tại Zata. Truy cập ngay link mua hàng trên Shopee, TikTok, Lazada dưới phần comment để mua hàng các bạn nha. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Phong Môn Truyền. Bản tin hôm nay ngày 4 tháng 11 gồm những nội dung chính như sau. Vietinbank sẽ thuê ngoại binh trẻ đến từ Thái Lan. Đội bóng ngoại Thanh Thúy đang thi đấu đã có trận thắng thứ tư tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vòng 7 giải bóng truyền vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra với những trận đấu hấp dẫn. Trận đấu mà người hâm mộ bóng truyền Việt Nam quan tâm nhất đó chính là trận đấu giữa Kodemodu và Sigota. Ngay bây giờ sẽ là những diễn biến chính của trận đấu nha mọi người. Đáng tiếc là trong trận đấu này, Thanh Thúy đã không có tên trong đội hình xuất phát. Vẫn là những cái tên đã quen thuộc bên phía đội bóng Kodemodu như là Lazareva hay là Kudino. Trước một đối thủ yếu hơn, Kudemodu đã dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 3-0, tỷ số các set là 25-21, 25-21 và 25-18. Rất đáng tiếc, trong cả 3 set đấu, Thanh Thúy đã không được sử dụng trong trận đấu này. Nhưng không sao mọi người ạ, mặc dù Thanh Thúy chưa được thi đấu nhiều, tuy nhiên vừa được tập luyện trong môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp như là Thổ Nhĩ Kỳ, chắc chắn rằng sẽ giúp Thanh Thúy tiến bộ hơn về mặt chuyên môn. Phong cũng thấy cơ địa của Thanh Thúy sau khi được tập luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rắn chắc hơn rất nhiều rồi. Tin tiếp theo về những đội bóng trong giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia nha mọi người. Hóa chất Đức Gia Lào Cai đặt mục tiêu vào top 4 giải bóng truyền vô địch quốc gia. Hóa chất Đức Gia Lào Cai đã có tới 4 lần lọt tới trận chung kết của giải đấu. Tuy nhiên, cả 4 trận đấu đó họ đều thất bại. Đến mùa giải năm nay, đội bóng đã chơi chưa được tốt tại vòng 1. Kết thúc vòng 1, Hóa chất Đức Gia Lào Cai đã có được 2 trận thắng và 2 trận thua và hiện tại đang có được 6 điểm và xếp vị trí thứ 5. Vì vậy, mùa giải năm nay, Hóa chất Đức Gia Lào Cai sẽ rất khó để có thể lập lại thành tích lọt tới trận chung kết. Các đội bóng đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về cả nội binh lẫn ngoại binh. Hóa chất Đức Gia Lào Cai gần đây đang có phong độ chưa được tốt. Chuyền hai Tichia Bolet đã không được sử dụng thường xuyên như trước. Huấn luyện viên Phạm Văn Long cho biết ông mới tiếp quản đội bóng được 4 tháng và sẽ cần nhiều việc phải làm. Mục tiêu của đội bóng trong năm nay chỉ là có tên trong top 4 đội mạnh nhất. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa đặt mục tiêu có huy chương tại mùa giải năm nay. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm Thanh Hóa chỉ đặt mục tiêu trụ hạng thôi. Tuy nhiên, đến mùa giải năm nay, đội bóng đã bất ngờ là ngưỡng ô của giải đấu. Kết thúc giai đoạn 1, Thanh Hóa đã có được 3 chiến thắng và 2 trận thua và hiện tại đang có được 9 điểm, xếp vị trí thứ 4. Đây là một kết quả khá bất ngờ với nhiều người. Tuy nhiên, đó là một thành quả xứng đáng với đội bóng xứ Thanh, với lối chơi gắn kết và hiệu quả, cùng với sự xuất sắc của ngoại binh Kasia Quynh tại giai đoạn 1. Đã có tên trong top 4 rồi, cơ hội có huy chương của Thanh Hóa là hoàn toàn có thể nếu mà họ cứ thi đấu tốt như là ở giai đoạn 1. Thanh Hóa ở giai đoạn 2 này cũng bổ sung một ngoại binh đến từ Trung Quốc, đó chính là Lưu Chân Han. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Thanh Hóa hoàn toàn có thể gây bất ngờ tại giải đấu năm nay. Tin tiếp theo về đội bóng Vietinbank nha mọi người. Vietinbank sẽ thuê ngoại binh trẻ đến từ Thái Lan. Người được lựa chọn đó chính là Phôn Tham, thành viên của đội tuyển U20 Thái Lan. Với việc ở ngoại binh Pelopic đã gặp phải chấn thương và không thể tham dự ở vòng ngoại sắp tới, huấn luyện viên Nguyễn Tân Kiệt cùng Vietinbank đã phải liên hệ ở sang Thái Lan để chiêu mộ đội chuyển trẻ Papachaya Phôn Tham để chinh chiến tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia sắp tới. Phôn Tham là đội chuyển trẻ thân thể trái, sinh năm 2006, với chiều cao 1m76, có sức bật đà là 2m89 và bật chắn là 2m81. Chi cùng với Warisada chính là hai tay đập chủ lực của đội tuyển U20 Thái Lan. Papachaya Phôn Tham từng sang Việt Nam để tham dự giải bóng truyền VTV9 Minh Điền. Ngoài ngoại binh trẻ đến từ Thái Lan, Vietinbank cũng đã tăng cường Nguyễn Văn Hà, thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và gặp lại ở những video tiếp theo. Mọi người hãy đặt mua hàng mà Phong Huấn Linh để ủng hộ Phong nha. Cảm ơn mọi người. Me wind and rain.